Hello, xin chào anh em. Chào mừng em đã quay trở lại video theo của mình. Cái này mình có số vốn là 27 củ 5 em nhá, vào kiếm lãi thôi. Nó 27 củ 5 này thì vào chiến đấu ở môn tài xỉu không em ạ? Cứ như mọi hôm thôi anh em. Thì con sốc VIP thì đợt này là mình không chiến đâu anh em ạ. Thì kênh của mình thì đang gọi là kênh của thằng em mình là hồi xưa sốc VIP. Thì nó cũng thua tha nên bên đấy thì nó cũng không chơi nữa, thì kênh nó cũng không lên nữa, thì mình lên chia sẻ với em, đăng kênh của nó chia sẻ với em cùng vào kiếm lãi. Nay có 27 củ đây thì kiếm vài củ cơm gạo mỗi ngày em ạ, làm quả cũ giữa em nhá. Nhẹ nhàng tình cảm thế thôi. Nhẹ nhàng tình cảm thế thôi. Quả cầu hồi không hồi em ạ. Tay trước nó có hồi này. Tay trước ba phát tài. Thì nó hồi, khả năng tay này nó về cầu 33 em ạ. Cầu 33. Làm 2,5 củ đi. Nhẹ nhàng tình cảm thế thôi em ạ. Không có gì phải nóng vội em nhá. Còn 5 lớp lẻ nữa anh ạ. Vào nốt 5 lớp lẻ đi. Vào nốt với cái số lẻ này đi. 3,80 củ. Quánh này đôi lúc phải gọi là có chút máu liều anh em ạ, cứ để mà họ vừa đánh vừa run nữa khó chơi lắm em. Được thua anh ạ, đang thua mà chơi tâm lý cực kỳ luôn, không dám vào căng, kiệt lắm không dám vào. À, kiểu tâm lý gọi là chiếm cái tỷ lệ phần trăm thắng cao rồi, khi tâm lý anh em thoải mái thì anh em gọi là quánh bừa anh em cũng thắng được, thật sự anh em như vậy. Nhưng quan trọng anh em phải biết điểm dừng anh em ạ. Có lãi một thấy đủ rồi. Ngoài sao 14 khả năng nó đi xuống có nhỉ. Vừa 6-20 trắng tài. Check kỹ lại vòng nữa này em ơi. Làm quả 5 lốp nữa đi. Ủ luôn em ạ. Cầu này quả này nó vẫn về tài thì sự với anh em là mình cũng theo cầu thôi, tay này không có cơ sở nào để mình đánh căng được. Ví dụ như đường cầu hồi này, đường cầu hồi với đường cây đại trôi thì mình có thể vào. Bù em nói nhá, tay này nó sực sỡ luôn. Bốn này, bốn trứng tài, cứ thế nhỉ anh em nhỉ, cứ thế thôi, cứ nằm tài mà bè trong 1 giây thì ngon anh em ạ. Nằm trong 1 giây thì anh em mới ấm luôn anh em nhỉ. Chuẩn bị mở bát này em ơi. Ok. Nét căng luôn anh em ạ. Nó phải thế, nói chung là mình quánh đạt chỉ tiêu lãi rồi nên là mình không đánh căng. Chứ hai tay mà đánh căng thì anh em mình x2 được khoản từ lâu rồi đúng không? Đấy, anh em có suy nghĩ như thế, nhiều anh em có suy nghĩ thế, trước mình có suy nghĩ thế mà. Cứ oánh xong bắt đầu biết thế này thế kia, thực sự là đánh này là có thắng có thua. Đó, trường hợp nó thua đi, nó đen nó thua đi, nó chỉ cũng thua bằng đấy thôi.
Còn anh em mà đánh kiểu cứ muốn mỹ cai các bạn tài khoản hay chơi như vậy thì đỏ thì anh em vẫn thắng được, còn đen thì anh em bay là chuyện bình thường. Nào, đếm ngược nào anh em ơi. 9 này, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bát em nó nào. Ôi, xỉu 9 này. Quả bóng 6 rõ đẹp nhỉ. Thôi, không sao. Không sao anh em chúng mình ạ. Lại vào tài. Quả cầu hồi thì dã căng một chút. Ca trước là tay trước ấy, tay trước là mình vào quả hồi đã xịt rồi, thì tay này liệu có thành công không? Chung là hiện tại là vẫn đang có lãi nên là anh em cứ thoải mái thôi anh ạ. Cứ thoải mái có cưa em nhá. 9 này, 9, 6, 10, 5, 10 năm nghịch xỉu. Chuẩn bị mọi bát này em ơi. Được. Vai cứ không hồi em ạ. Quả bóng đẹp như thế không hồi. Thôi khả năng em cũng nghỉ thôi. 7, 9, nói chung là cũng có lãi được chút rồi. Nhưng không lãi nhiều mà. Có lãi chút cũng ok rồi anh em ạ. Chơi được không tham, không bay cứu em nhá. Thôi cũng có lãi cái này rồi thì mình kết thúc video ở đây. Chào tạm biệt anh em.